Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 133 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 33 ngày 11 tháng 3 năm 2023, đồng thời làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại, phân khúc bất động sản dựa vào tiềm năng, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, tham khảo các thị trường làm cơ sở cho tổ chức tín dụng, xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có rủi ro ban hành trong tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ,